Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì em sẽ lên mặt hàng hồ điệp lá biên. Hàng này để chơi Tết nhé, cây đã nhú ngồng rồi. Đó, và giá là 40.000 một cây. 40.000, ngồng nó nhú nhỏ nhỏ ở phía trong này. Đó, có một vài cây nhú thôi. Còn những cây khác thì đảm bảo trong vòng tầm khoảng 10 cho đến 15 ngày nữa là nó sẽ lên ngồng. Đây. Đó, nó lên ngồng nhỏ nhỏ ở trong này. Tết chơi nó sẽ khá là đẹp. Em có thể chọn những cây lú ngồng cho mọi người nhé, nhưng mà nó không có nhiều đâu. Đó, các bác nào mà thiếu cây thì có thể là lấy những cây nó chưa lú được về nhà tầm khoảng 50 ngày nó sẽ lên hết thôi. Giá là 40.000 một cây nhá. Và 10 cây em sẽ bao ship. 10 cây sẽ bao ship. Dưới 10 cây tiền ship là 35.000 cho em. Cây này là cây trưởng thành rất là đẹp rồi. Đó, cây trưởng thành rất là đẹp rồi. Nhiều lá nha, đã từng cho hoa một lần. Cây cực kỳ khỏe đẹp. Bộ rễ xanh khỏe đẹp này, lá không hề lỗi gì hết. 40.000 một cây nhá. Số điện thoại đặt hàng là 0974702106. Đây, như cái cây này lá nó bản lá rất là to rồi. Đấy. Một vài ngày nữa nó sẽ lên ngồng ở những cái lách lá. Hồ điệp lá biên thì thường nó sẽ lên phải tầm 2 ngồng cơ. Đấy, lên nhiều ngồng lắm. Số điện thoại đặt hàng là 0974702106. Em xin chào mọi người.